Phương pháp số 2 để các bạn thu hút người vào channel đó chính là chúng ta duy trì các bài viết trên mạng xã hội để duy trì người xem. Câu chuyện như này, khi các bạn kết nối với mạng xã hội ở trong phần 1 thì chúng ta làm thông báo tới những người mới. Và những việc thông báo này thì chỉ có mang tính chất là gợi mở và tỷ lệ xem vào sẽ không cao. Nó cũng giống như bạn giải tờ rơi thôi, nó chỉ tác động đến một phần. Còn việc xây dựng mạng xã hội thì nó sẽ giúp cho chúng ta duy trì được người xem lâu dài. Thì cách 1 là các bạn cần phải xây dựng cho mình nhiều fanpage. Fanpage này để làm gì? Khi chúng ta xây dựng các fanpage này thì sẽ có việc là phải kéo nhiều người like. Và khi họ đã like rồi thì họ sẽ nhận được thông tin của chúng ta nhiều hơn. Và với mỗi fanpage, bạn không chỉ là đưa bài ở trên channel của mình, chúng ta có thể sưu tập các nội dung từ các cái trang khác nhau chia sẻ lên để duy trì trên fanpage. Và mục đích cuối cùng là tạo ra một fanpage có lượng người xem tốt và họ thường xuyên tương tác. Ví dụ như chúng ta thấy là các group của Auto Fun này, các group của Web Trẻ Thơ, Làm Cha Mẹ, Tâm Sự Eva, thì ngày trước hầu hết là mọi người tương tác ở trên diễn đàn, nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là mọi người sử dụng thiết bị di động rất là nhiều, và đặc biệt là Facebook phổ cập đến mức đến những cái máy điện thoại giá rẻ cũng đã có Facebook. Và như vậy thì nền tảng để người ta tương tác với nhau không còn là mạng xã hội ở trên những cái trang web 2.0 nữa, mà trở thành ở trên thiết bị di động. Và lúc này thì việc xây dựng fanpage của chúng ta sẽ duy trì được người xem rất là nhiều. Và trong việc xây dựng fanpage này thì có một gợi ý là các bạn nên tìm những chủ đề hot, những chủ đề nhiều người quan tâm và những chủ đề vô thưởng vô phạt. Ví dụ chúng ta thấy vào trong tài khoản Facebook của mình, các bạn search cho tôi mục tâm sự chẳng hạn, chúng ta sẽ thấy là có rất nhiều group được sinh ra và có lên tới cả triệu người tham gia vào quá trình tâm sự. Ví dụ tâm sự. Các bạn có một tâm sự. Ví dụ như các bạn nhìn thấy tâm sự Eva này, tâm sự thầm kín này, nhóm kín tâm sự này, tâm sự Adam đây đúng không? Tâm sự Eva nhóm kín. Và một loạt những cái nhóm này thì có lượng thành viên xem và tương tác rất là đông. Cho nên là để có thể duy trì được cộng đồng, các bạn cứ tìm cho tôi những chủ đề. Ví dụ như là mình làm ra một group về tâm sự, mình làm ra group liên quan đến phong thủy. Ví dụ như là bạn xem này, phong thủy này. Chúng ta tìm, ví dụ tìm nhóm nhé. Đây chúng ta nhìn thấy nhóm hội xem tướng số tâm linh này, 68.763 thành viên này, phong thủy cũng rất là nhiều. Và việc khi các bạn có được trong tay những phần nhóm có lượng người truy cập lớn và tương tác như thế này thì một bài viết của các bạn sẽ có lượng người xem rất là tốt. Cho nên ở phần này thì tôi vẫn khuyên các bạn là nên tạo dựng càng nhiều ra các cái fanpage và group càng tốt. Tại vì những fanpage và group liên quan đến chủ đề này thì chúng ta có thể post được nhiều nội dung, và sau đó thì chúng ta sẽ xen kẽ đưa những video clip của mình vào trong nhóm này. Và như vậy thì các bạn sẽ có được lượng người xem và tương tác lâu dài. Việc duy trì nội dung đều đặn trên mạng xã hội thì như vậy là sẽ giúp cho chúng ta giống như là một tờ báo. Và việc này sẽ tạo ra được giá trị rất là tốt khi bạn chia sẻ một clip. Thì thời gian để chúng ta tiến hành là đăng tin thì hiện tại các bạn chú ý như sau. Là đăng tin thời gian trong tuần thì như vậy là theo như thống kê thì thứ tư và thứ năm là thời gian người ta sẽ tương tác nhiều nhất, tìm kiếm thông tin nhiều nhất, thì để đến thứ sáu, thứ bảy sẽ chốt lại là đi đâu chơi và làm gì vào cuối tuần. Và như vậy thì chúng ta đưa tin nhiều nhất vào thời điểm đó chính là thứ tư và thứ năm. Thời gian trong ngày thì theo như thống kê có hai khoảng thời gian mà lượng người xem nhiều nhất ở trên Facebook. Một là lượng người xem trước 8 giờ sáng, hai là lượng người xem sau 22 giờ đêm. Còn lại là các phần thời gian khác thì phân bổ đồng đều. Thì chúng ta chú ý khoảng thời gian như vậy để up tin lên. Nội dung cần chú ý để có nhiều người xem thì Facebook nó là nơi người ta mong muốn chia sẻ. Và độ tuổi của những người sử dụng Facebook là từ 13 đến 35 tuổi. Cho nên chúng ta cần phải đưa những thông tin phù hợp với nhóm độ tuổi đó. Hãy tìm những clip chia sẻ càng nhiều càng tốt.
Thì khi chúng ta chia sẻ lên, duy trì được cho mình một group, thì rõ ràng là các channel của các bạn sẽ có đất để sống lâu dài, chứ không phải là sống lay lắt chờ lượng người search, hoặc là khi chúng ta phải chia sẻ bằng email marketing, này, bằng quảng cáo hay đăng giao vặt, hoặc là chia sẻ bằng tay thì mới có người xem. Thì khi các bạn đã có trong tay những group và fanpage có lượng người lớn, thì về cơ bản hàng ngày các bạn vẫn có người xem được, duy trì đều đặn để có thể tạo ra được một cái giá trị cốt lõi, duy trì channel của mình. Cho nên, chốt lại ở bài số 2, hãy sử dụng mạng xã hội để duy trì người xem bằng cách là xây dựng fanpage và tạo các group, đưa tin bài đều đặn hàng ngày để fanpage và group của các bạn có nhiều người xem. Từ đó chúng ta sẽ có được người xem truy cập vào trong channel để kiếm tiền lâu dài. Và chưa kể, việc người xem duy trì này sẽ giúp tốt cho quá trình chúng ta tiến hành làm sale khi thời gian xem mỗi clip đấy lâu hơn.